Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Thì đây mình đang có hiện tại mình đang có mặt ở tại mặt bằng thủy điện Nho Quế 3, là khu tập thể của công nhân thủy điện Nho Quế 3 ở. Và phía đằng sau mình đây chính là căn phòng mà hiện tại là gia đình mình đang ở. Và ngày hôm nay là cũng rất là vinh dự được các anh làm YouTube đến chơi thăm nhà. Đây thì đây các anh cũng đến thăm nhà và dựa một bữa cơm đúng không? Với mình đây là anh Hoàng Nam, anh tôi bên này là bạn Nguyễn Duy Long, kia là anh Hải thủ địa, còn đang bên này là bạn Mạnh là Công Nguyên. Thì cũng rất vinh dự là hôm nay mọi người vào đến thăm nhà mình, YouTuber ở đây vào thăm nhà để hôm nay chơi. Phải nói là anh em mình vinh dự khi mà đến được tuyên là mời cơm thật. Hôm nay được ăn bữa cơm ở trong thủy điện Nho Quế mà do chính tay bà xã A Tuyên lại trổ tài nữa. Thế là các bạn, các anh đợi em một chút nhá, em xuống làm hôm qua đây thì mình xuống đây xem đây bà xã mình đang chuẩn bị những món ăn gì. Thì hôm nay cũng cơm rau lên mọi người ạ, rất là đột xuất nên là cũng chưa có sự chuẩn bị gì. Đây là rau luộc, rau đấy, để anh đi rửa ít rau thơm nhỉ, cho thơm nhỉ. Đấy, thế mình phải đi làm một chút dưa. Này, nhà mình đây, căn phòng đây là của ban lãnh đạo thủy điện cho nhà với ba để cho anh em ở. Đây là bà xã mình đang làm những món thực ra hôm nay cơm rất đột xuất, trong này thì không có sẵn đồ nên là chỉ có cơm rau thôi mọi người. Kia là rau muống luộc, dưa, thịt lợn, tôm, không có gì. Vậy mở tủ ra lấy ít gì nhỉ, ớt sóc xong rồi nhỉ, hết được đúng không? Không còn gì vì hôm nay là cũng rất là suất rồi, mọi người vừa mới đi quay về ấy, nhưng mà nghỉ chân một chút cũng rất may mắn mọi người vào chơi. Thì mọi người ạ, thì cũng sau một chút thời gian chuẩn bị nhanh gọn, mình cũng vừa làm xong thì cũng đây mọi người đã có mặt đây ngồi chung vui ăn thử bữa cơm gia đình. Xã Tiên chuẩn bị bữa cơm là thịnh soạn quá, có cái gì đâu bạn. màu sắc người màu sắc đây đúng không, màu đỏ đây là có một sự thiết kế rất là hài hòa. Cơm canh nhẹ nhàng thôi anh ạ. Ngon nhất là cái đầu. Dạ. Rồi lên cho mọi người nhé. Này, bữa cơm ngon lắm. Không một ông là đi một chuyến hành trình. Có thằng tôm này là đánh bắt ở đâu đây anh? Em là tôm này là em ở cạnh sông nhưng mà tôm này lại đánh bắt ở biển. Tôm sông Nho Quế. Tôm sông Nho Quế to thế. Em lại nhờ bà con là đánh bắt ở biển để gửi lên. Tôm Nho Quế mà to này đúng là bà con trên vùng cao được nhờ hết. Nhưng mà hôm nay là cũng rất là may mắn thực sự rồi luôn. Vì ngày xưa em cũng nghĩ là em cũng chỉ được gặp anh và xem những cái phim của anh ở trên YouTube thôi. Mà cũng chỉ là nghĩ là được xem ở đấy thôi, chứ không bảo là gặp một lần nào nó gặp trực tiếp thế này mà ngồi nói chuyện với anh, nhất là ăn cái bữa cơm bạn bạc đến thăm phòng của em thế này thì rất là vui đấy, mà rất là vui luôn ạ. Thì đúng là kiểu idol gặp đúng là ngoài đời luôn đấy. Thực ra thì sau gặp ấy là điều gặp easy luôn đúng không? không khác ở trong video thế nào. Thực ra đấy là cái duyên đấy, bao nhiêu người đúng không, tự nhiên lại đến đúng cái vùng đất này, đến đúng chỗ gặp em đúng không? Anh thì thường khi mà có một cái duyên rồi thì sẽ rất là thân. Nhưng làm sao để có được cái duyên đấy thì mới là khó. Một chuyến cả chuyến hành trình dài. Em mời các anh nhé. Cả nước mình bao nhiêu? Gần 100 triệu trái tim. Đó, đạt quá. Nhưng mà bởi vì cũng có người ở Hà Nội mà không bao giờ gặp nhau.
Thế mà có lần để đi An Giang thì lại gặp nhau ở đấy. Vâng. Đồng Hương gặp nhau không biết bảo ôi một xem chương trình anh kia. Vào đấy bảo sao lại ở trong này gặp nhau Đồng Hương đấy vào đây chơi. Em có một trường hợp này, có một đứa em dưới khóa em ở huyện đã kiểu rác mặt nhau, chưa bao giờ chào hỏi hay là nhìn nhau cái nào luôn. Nhưng xuống dưới Hà Nội hôm đấy gặp đúng chỗ đèn đỏ, ôi vào ôm ấp tiếp ngồi bắt đầu đi ăn uống các thứ mà. Đấy cũng là như kiểu mình rất khách quê người ra mà gặp những người đồng hương vui. Và đó về sau giành vợ em đúng không? Dạ, dạ không anh ạ, cái thì em hết có thể nặng căng ấy. Anh hỏi này, em nấu ăn lắm lại là em bỏ cái gì vào đồ ăn ấy? Cái nào anh nghiện nhá? Món nào? Món nào cũng thế. Em thì cho gia vị của nhà em vào thôi. Gia vị của em là gia vị gì đấy? Có bỏ mắm muối, mắm muối cái gì ạ? Anh nghe là về đây là dễ bị bỏ bùa. Không, em đồng kinh nghe cũng là bùa. Gần mấy người đồng bào biết đâu được đấy. Nó bỏ bùa, nó kia tôi mới làm, nó kia không đầy được. Bao nhiêu tiền móc ra để đấy. Đấy phải là cô khác bỏ cho anh chứ em bỏ đâu. Ông nghĩ sao giữa hai sự lựa chọn này đúng không? Là anh bỏ bùa ông này làm gì? Có khi ông bỏ bùa ấy. Có một ý là mình biết như tôi với ông nó sức dài vài động, vài rộng nhưng nó bỏ về kiểu làm lao động. Hồi tí nữa kia. Hà Tân nằm trong hiện tượng dấy lên cái việc là có rất nhiều những người trung trung tuổi ở địa phương là đến tầm như bố mẹ tôi bây giờ là nhà không có việc gì, con cái đi làm xa không phải người ở nhà một mình buồn lắm, thấy mọi người làm cũng hay rất hay xem bản cười đấy, xem YouTube nhiều nhất. Không, cái đấy cũng phải có con làm cho đứng đằng sau. Đúng là một trào lưu là con cái đè bố mẹ ra để quay. Tôi cũng nhiều lắm. Cái quả đi lớp mà thử thách 24 giờ làm chó này, làm lợn này, ui bật đấy kinh khủng. Chen còn gì đó. Vâng, mấy thằng NTN ở khơi nào đó. Nhưng cây cũng hơi mạnh hết kìa, bao nhiêu bỏ bao nhiêu lâu. Bị cấm. Cái bây giờ anh em là đi chuyện tình xong xong đây nghỉ ngơi. Nó phải đi xa, xa huyện, đây là đây cũng gần. Không chật tình không được đi xe xuống. Riêng tôi thì như vậy. Đấy. Đấy. Bạn nào không phải là cứ bảo trưởng cho em chị Bắc Cường. Bạn đi với tôi thì còn mặc cái áo thủy điện là được đi mà. Thế bây giờ thì cần mặc cái áo thủy điện là nên có thể đi mọi nơi à? Mọi nơi thế. Thế bạn có nhiều cái logo cho tôi lần giá là xe. Không, cái ngày là vì cái ngày thủy điện là cái ngày chợ tình anh. Khi mình đi qua cái chỗ bạn chợ tình ấy, là mình cấm xe từ chỗ bạn trước sân khấu. Có thể là cấm xe từ chỗ cũ cơ. À, thế là không vào sâu đây được đúng không? Dạ vâng vâng. Bây giờ thủy điện là đi làm thì mình đi qua đi chứng nhận đúng không? Thì không thể tắt đường. Tắt đường mà có ra năm chợ tình là mặc từ trong ra đến ngoài luôn ấy. Một chiều tắt. Không, hôm đấy anh đi ngựa vào. Anh ngựa, anh ngựa không cấm. Nó tác nhiều báo vào hang tình yêu ở tạm. Mấy em tìm có anh con ngựa. Không, anh không phải tìm. Mà nó sẽ có cái chương trình là anh sẽ cưỡi ngựa từ sân khấu. Không, tức là anh là một nhân vật đi tìm người yêu. Tức là anh sẽ dắt ngựa anh đi về cái chợ hẹn và tìm. Đúng rồi đấy là kiểu như là vật nhìn trùng đá sắc để về với chợ không ai để tìm người yêu cũ. Đấy, tìm người yêu cũ. Tức là một cái hành trình. Ngựa xong vừa đi vừa kiểu là phải đi kiểu giống như trong cái kiểu của bao á, trong cái này mới bật lên bờ đá thì đúng rồi, người ta phải đi rất là xa, đi mất cả một tuần á, còn biến được ngày chợ đấy, thì vừa đi mỗi một ngày cũng may không nhiều. Anh nói là ba nghe ngựa đi ra bên đây đúng không? Đi một tuần quên mẹ tiền. Cơm này em ăn nữa đi em. Khách xấu hổ ấy, chủ nhà khách không xấu hổ, ở nhà xấu hổ chứ. Em là em làm khách đấy. Không, em của mình thì làm rồi. Các bạn tự nhiên đi ở nhà đi em. Bài qua vợ đi làm rồi. Thế là vợ cơm
cho không để anh em chơi chắc một cơm hơi mệt xong lại nghỉ chơi nữa để cơm ngon nữa. Ngày hôm nay anh đi ăn được bát cơm ngon này. Vâng, đúng rồi. Bây giờ vì đây là bữa đầu tiên rồi. Vậy thì sáng đây ăn cơm đâu? Không, từ hôm qua hôm nay. Cả ngày hôm qua, em không được bát cơm à? Thế là hai ngày nay. Tôi bảo ông rất thành công, câu chuyện mà ngắn. Không hỏi đâu. Còn cái nào mà dài quá, 5 câu của đêm hạn chế kể. Mà em để ý là khi cái iPhone này mọi người khi thay từ cái lợi ích lên nó có nhạc chung là mà mọi người không ai thích đổi cái nhạc khác. Tôi cần phải như thế. Đúng rồi. Nhưng không phải cái đời về sau, đời 6, đời 7 người ta là cái nhạc nó kiểu khác không? Có thể người ta thay cái nhạc chuông là nó khác không phải là cái nhạc iPhone. Mà em để ý là khi nhiều người lên thì cái đời cao vẫn cứ dùng nguyên một cái nhạc này. Nên gọi cũng không biết máy gọi máy gai cả rồi. Đấy. Kêu rất là kiểu ai cũng sợ mình không biết là vì sao cái dung nó không có người to mạnh có nhiều người to yếu mà cứ nghe hát cả cứ cảm giác là như kiểu là vi phạm của mình rồi lý do mạnh là không có cảm giác ấy không được hưởng cái cảm giác đấy ra là một cái nó là thói quen nhưng mà mình xài quen cái gì rồi là không muốn đổi vâng đúng không. Giống như mình xài vợ của em mình chẳng muốn đổi vợ. Đổi vợ ra thì một cái nhu cầu đó là thêm mình thêm vợ. Thêm chứ không đổi đúng không anh? Không đổi nó bớt là thêm. Ê, ở đâu anh? Rồi ạ. Ăn được vấn mặn đó. Để đi cho bè. Cơm ăn này. Không đổi vợ. Cơm vào đây. Cánh em đổi. Nghe nghe đi, hôm nay mặn đậm ăn trở lại nha. Rất khô rồi. Vâng, mặn dưới, đừng tay cho tôi bắt đầu.